Thưa quý vị, trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Hoa Kỳ. Chiều ngày 24 tháng 9 theo giờ New York, tức rạng sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới hội nghị. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và mong muốn hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã không thể góp mặt tại phiên thảo luận chung cấp cao. Cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19 gây ra đối với kinh tế, xã hội, chính trị và trên hết là đối với cuộc sống của con người. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, điều đó không làm giảm nỗ lực chung của các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong trao đổi, đánh giá và tìm kiếm giải pháp cho những quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Thưa Ngài Chủ tịch, trong bối cảnh đó, tôi hoan nghênh chủ đề khóa họp lần này là tương lai của chúng ta muốn, Liên Hiệp Quốc chúng ta cần tái khẳng định cam kết chung đối với chủ nghĩa đa phương, ứng phó COVID-19 thông qua hành động đa phương hiệu quả. Và tôi cho rằng, thứ nhất, cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực phải được tôn trọng và phát huy. Trên tinh thần đó, chúng ta cần một Liên Hiệp Quốc cho tương lai phải thực sự là tổ chức gắn kết. Ở đó, mỗi thành viên không phân biệt lớn, nhỏ, giàu, nghèo, được đóng góp tiếng nói về những vấn đề cùng quan tâm và cũng là vườn ươm cho những sáng kiến, ý tưởng, hợp tác đa phương vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng trên thế giới. Liên Hiệp Quốc cần được tiếp tục cải tổ để trở thành một tổ chức mạnh mẽ và hiệu quả hơn, phát huy vai trò điều hòa lợi ích, ứng xử của các nước trước những biến chuyển to lớn của thời đại. Thứ hai, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế cần phải được đề cao và thúc đẩy như những chuẩn mực hành xử của các nước lớn và nhỏ trong quan hệ quốc tế đương đại. Chúng ta cần quyết tâm và kiên trì thực hiện hợp tác, hữu nghị thay cho xung đột và thù địch, đối thoại thay cho đối đầu, giải quyết hòa bình các tranh chấp thay cho hành động đơn phương áp đặt. Trên tinh thần đó, Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đất nước và đời sống của người dân ở các quốc gia, trong đó có các biện pháp đang áp đặt đối với Cuba. Thứ ba, đại dịch COVID-19 chính là lời cảnh tỉnh sâu sắc thúc giục chúng ta cam kết và chung tay hành động mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn. Chương trình nghị sự 2030 cần tiếp tục là khuôn khổ để chúng ta vừa hợp tác, vượt qua đại dịch, vừa phục hồi bền vững, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động để bảo đảm không một người dân, không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau. Các nước đang phát triển cần được tạo điều kiện và hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thương mại để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thưa Ngài Chủ tịch, cách đây 75 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, người đã nhiều lần gửi thư tới các nhà lãnh đạo sáng lập Liên Hiệp Quốc, bày tỏ ý nguyện của Việt Nam
tham gia Liên Hiệp Quốc. Mặc dù phải tới năm 1977, nguyện vọng đó mới thành hiện thực. Song chính cuộc đấu tranh bền bỉ của Việt Nam giành và bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước là những đóng góp cụ thể cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới, cũng là những mục tiêu cao cả mà Liên Hiệp Quốc hướng tới. Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi xin chân thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ rộng rãi của các nước bạn bè quốc tế dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa, giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam từ trước đến nay. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh và chịu bao vây cấm vận, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình và đang nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay, dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực, quan trọng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần đoàn kết quốc tế và với nhận thức rằng chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi tất cả các quốc gia cùng chiến thắng, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều nước, nhất là những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, tăng cường đóng góp cho các nỗ lực quốc tế liên quan. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hiệp Quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Trong vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng đối đầu, tìm giải pháp công bằng, hợp lý để giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc với các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN. Trên cương vị là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam cùng các nước thành viên đang hết sức nỗ lực để xây dựng một khu vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác, từng bước trở thành một cộng đồng ngày một gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội. Chúng tôi khẳng định cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Thưa Ngài Chủ tịch, suốt 75 năm qua, các quốc gia đã cùng nhau xây dựng một Liên Hiệp Quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục củng cố và tăng cường sức sống cho tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này trước các thách thức và cơ hội to lớn của thế kỷ 21. Xin trân trọng cảm ơn.